tương lai là khi tôi có thể nấu những bữa ăn ngon cho gia đình của mình, ngay cả những lúc tôi đang đi lưu diễn. Tương lai là khi trường học của con được sáng quay vũ trụ. Tương lai là khi em có thể hiểu ngôn ngữ của tất cả mọi nước mà không cần phải phiên dịch. Tương lai là khi tôi có thể ký kết những hợp đồng quốc tế quan trọng mà không phải tốn công đi lại. Tương lai là khi tôi có thể thấu hiểu được suy nghĩ của mọi khách hàng. Tương lai là khi sẽ không còn tai nạn giao thông nữa. Tương lai là khi mình được học ở trường đại học mơ ước mà không phải xa gia đình. Tương lai là khi không còn khói bụi ô nhiễm, các cô gái thoải mái ra đường mà không phải đeo khẩu trang. Tương lai là tôi có thể đi casting ở mọi nơi trên thế giới mà không cần phải trực tiếp đến đó. Tương lai là khi chồng tôi luôn có mặt ở nhà vào những dịp quan trọng. Tương lai là khi tôi biết chắc những thực phẩm nào an toàn ở chợ. Tương lai là khi mình có thể đi đến các địa danh trên thế giới mà mình vẫn mơ ước. Tương lai là khi dù các con tôi ở xa, vẫn có thể chăm sóc cho tôi. Tương lai là khi tôi có thể mở được những nhà hàng khắp Việt Nam nhưng vẫn đảm bảo được những món ăn như chính tay tôi nấu. Tương lai là khi tôi không còn mệt mỏi với việc tính sổ hàng mỗi ngày. Tương lai là khi con cháu không còn cảm thấy bất an về các vấn đề sức khỏe của tôi.